Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Biết lấy gì? Sáng ngày mai chúng ta có bài thứ ba. Tôi là người trong hiệp hội sống tin mừng thuộc gia đình Đồng Tâm. Mình xem coi trong những ngày qua mình sống nội quy, sống trong hiệp hội gia đình như thế nào. Tin mừng một, chúng ta có Matthew đoạn 9 câu 9 rồi câu 36 tới 39. Đoạn 9 chúng ta lấy một câu 9 thôi. Tôi xin đọc. Bỏ nơi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Sau đó chúng ta lấy câu 36 tới 39. Đức Giêsu thấy đám đông chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vả như bầy chiên không người chăm dắt. Bây giờ người nói với các môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về." Ở trong những câu của Matthew đoạn 9 này, Đức Giêsu Kitô mời gọi Matthew theo Ngài vì thấy sứ mạng cấp bách mà thiếu người loan báo tin mừng. Ngài thấy sứ mạng rất cấp bách, thiếu người loan báo tin mừng. Chúng ta đặt chúng ta vào trong bối cảnh đấy. Tiền nguyện hai, tôi cũng được mời gọi để loan báo tin mừng theo cách sống của hiệp hội sống tin mừng. Chúng ta cũng được mời gọi như Matthew. Dù chúng ta sống trong đời sống gia đình, nhưng chúng ta cũng được mời gọi loan báo tin mừng theo cách sống của hiệp hội sống tin mừng, chứ không phải theo cách sống của cái nhóm khác. Nó phải là theo cái cách sống của hiệp hội sống tin mừng mới đúng, mới là căn tính của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đi trật ra ngoài cái hiệp hội sống tin mừng thì mất đi căn tính của mình. Này, xác định rõ ràng là một người giáo dân sống đời sống gia đình nhưng loan báo tin mừng theo cách của hiệp hội sống tin mừng. Cho nên nguyên cả một buổi sáng thứ năm tôi sẽ nói lại nội quy, ai có thắc mắc gì thì chúng ta sẽ hỏi buổi sáng thứ năm. Ơn xin cho con nhìn lại lối sống của con một năm qua, lối sống theo hiệp hội sống tin mừng chứ không phải lối sống theo người chồng người vợ nữa, bởi vì bài này là bài mình thuộc về gia đình mình thôi. Ok, lối sống của người trong gia đình Đồng Tâm thuộc hiệp hội sống tin mừng trong gia đình Đồng Tâm, mà cái lối sống nó không đổi,
Khi tôi nói ở đây, khi tôi nói cái, tôi dùng cái từ lối sống là cái lối sống nó không đổi, không thể thay đổi nữa. Tôi đã chọn lối sống đấy là không thay đổi. Lối sống trong hiệp hội sống tin mừng không thay đổi. Cho con trung thành lối sống đấy. Nhìn lại một cái lối sống một năm qua như thế nào. Chúng ta có hai điểm thôi. Một, ơn gọi sống đời hôn nhân. Dù sống trong bậc sống độc thân thánh hiến của chức giáo mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân sống đời gia đình, tôi xác tín rằng đó là ơn gọi nên thánh, là một ơn gọi cho hết mọi người đang sống trong bậc sống của họ. Đây là mục đích và đây là điều chứng quay đại phải đạt được, đó là nên thánh. Và đây là mục đích cuối cùng của cuộc đời mình. Đây là điểm đến của cuộc đời mình. Dù anh sống giáo mục, linh mục, giáo hoàng, giáo sĩ, tu sĩ, cái gì tôi không biết. Kể cả giáo dân độc thân, giáo dân có gia đình tôi không biết, bậc sống nào tôi không biết. Nhưng anh không đạt được cái tích điểm này là thua, là hỏng. Là chức giáo mục, giáo hoàng, linh mục cũng trở thành vô giá trị. Trên ơn gọi nên thánh là ơn gọi thúc bách chúng ta, ơn gọi nó dành cho tất cả mọi người. Thế nên tôi đang sống trong bậc sống gia đình cũng là một ơn gọi mà Chúa mời gọi tôi sống thật tốt, hoàn thiện ơn gọi và nên thánh. Chúa gọi tôi, chọn tôi trong đời sống linh mục, tôi cũng phải sống thật tốt, hoàn thiện ơn gọi của mình để nên thánh, không khác nào tí nào. Anh chị sống trong đời sống gia đình, làm cha, làm mẹ, là vợ, là chồng, là vân vân, thì chúng ta cũng phải sống thật tốt và hoàn thiện ơn gọi để nên thánh. Không nên thánh được là hỏng hết. Dù nội giữ nội quy bao nhiêu đi chăng nữa mà không nên thánh thì nội quy đó cũng xé bỏ, không có giá trị, cuộc đời của mình vô nghĩa. Trong tông huấn niềm vui của tình yêu, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh ơn gọi hôn nhân trong tiến trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Ngài viết như thế này: giao ước hôn nhân khơi nguồn từ trong tạo thành và được mặc khải trong lịch sử cứu độ, đạt được mặc khải ý nghĩa đầy đủ của nó trong Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Từ Đức Kitô qua Hội Thánh, hôn nhân và gia đình nhận được ân sủng cần thiết để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và để sống đời sống hiệp thông. Tin mừng về gia đình trải dài suốt dòng lịch sử thế giới, kể từ việc tạo dựng con người theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, cho tới khi hoàn thành mầu nhiệm giao ước trong Đức Kitô vào thời cùng tận với hôn lễ của Chiên Con. Chứ ngay từ ban đầu chúng ta đã được Thiên Chúa, từ khi tạo dựng chúng ta đã được Thiên Chúa đoái thương rồi, sống trong cái ơn gọi, cái bậc sống đấy. Vậy nên khi sống trong ơn gọi hôn nhân, cả hai người nam nữ phải sống thực sự ơn gọi hôn nhân của mình trong chương trình của Thiên Chúa, không theo chương trình của người khác nhé, không theo chương trình của cái bà bên cạnh nhé, không theo chương trình của cái gia đình bên cạnh mình, không theo chương trình của ai cả, mà phải theo chương trình của Thiên Chúa thì mới thực sự là sống ơn gọi hôn nhân. Được Đức Kitô nâng lên hàng bí tích, hoàn tất mục đích hôn nhân của mình, và điều quan trọng hơn cả là cùng nhau nên thánh trong chính đời sống hôn nhân. Nếu các bà các chị nên thánh mà chồng mình là quỷ thì không được. Nếu các ông nên thánh ngồi chếm chệ ở trên bàn thờ, người ta lạnh nhang thần linh, và vợ mình nằm ở dưới hỏa ngục thì không được. Phải cả hai đều phải nên thánh. Và vì vậy, dù có chết bí tích hôn nhân bảo rằng không còn là liên kết với nhau nữa, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu hai vợ chồng đấy vẫn liên kết với nhau. Trong tình yêu vẫn liên kết với nhau. Và vì vậy nếu người chồng chết trước mà lên thiên đàng
thì tôi nghĩ rằng ông ấy cũng sẽ dọn chỗ để cho vợ mình lên đây này. Tình yêu không thể cắt người, mỗi người một nơi được, đúng không? Người ta xác định tình yêu thì không thể nào cắt ném mỗi em một nơi được, đúng không? Tình yêu là phải ở chung với nhau. Nhà không có cớ gì mà chồng lên thiên đàng rồi vợ ở dưới hỏa ngục, không có. Trên cả hai phải lên thiên đàng. Thật vậy, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi con người đi vào tình thương của Ngài. Đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh cho con người, là ơn gọi nền thánh. Con người được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa là tình yêu. Theo hình ảnh của Ngài, giống như Ngài là tình, là Thiên Chúa. Cho nên dẫu chúng ta có phạm tội thì hình ảnh của Thiên Chúa không mất trong mỗi người chúng ta, nhưng mất đi cái chúng ta không còn giống như Thiên Chúa nữa. Hai cái nữa, hai cái từ khác nhau nhé. Tôi giống hình ảnh Thiên Chúa, tôi là hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa. Nhưng khi tôi phạm tội thì hình ảnh của Thiên Chúa không mất nơi tôi, nhưng mà cái giống như Thiên Chúa bị mất. Hai cái từ hạn từ đấy hiểu không ạ? Tôi nói vậy là hiểu. Và để có thể chúng ta giống như Thiên Chúa lại được thì chúng ta phải nhờ Đức Giêsu Kitô cứu độ, để cho chúng ta giống như Thiên Chúa. Còn con người của chúng ta không thể mất đi hình ảnh của Thiên Chúa cho dù chúng ta phạm tội. Và tình yêu trong hôn nhân giữa người nam và người nữ là phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa và con người, của Chúa Kitô và Giáo Hội, nên đó là một tình yêu vững bền mà Thiên Chúa dành cho con người. Chính trong ơn gọi hôn nhân họ thể hiện tình yêu và ơn gọi cao quý này, một tình yêu đáng trân trọng, phản ảnh toàn bộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, tình yêu của Đức Kitô và Giáo Hội. Đó là giá trị của đời sống hôn nhân. Tôi không phản ảnh được tình yêu đấy bởi vì tôi không có vợ. Ok. Tôi không phản ảnh được tình yêu của Thiên Chúa với con, đối với con người, tình yêu của Chúa Kitô đối với Giáo Hội bởi tôi không có vợ. Nhưng khi hai vợ chồng, anh có chồng, chị có chồng, anh có vợ, thì tình yêu giữa vợ chồng phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa và con người, tình yêu của Đức Kitô và Giáo Hội. Cả những người đi tu không phản ảnh được tình yêu này, bởi vì có người yêu đâu mà phản ảnh. Chúng ta hiểu được điều đấy. Để giúp con người và ban cho con người những ân sủng sống trọn vẹn ơn gọi hôn nhân, Đức Kitô đã nâng lên hàng bí tích mà trong giáo lý gọi hai bí tích truyền chức và hôn phối là bí tích phục vụ cộng đoàn. Bí tích truyền chức, các linh mục phục vụ cộng đoàn là giáo hội, là giáo xứ, là nơi mà các ngài được sai đến để phục vụ cộng đoàn. Bí tích hôn nhân là bí tích mà gia đình anh chị đấy để phục vụ cộng đoàn của mình là gia đình. Phục vụ chồng, phục vụ vợ, phục vụ con cái. Cho nên như thế chính tôi được mời gọi sống ơn gọi hôn nhân này, để khi tôi và vợ tôi hay chồng tôi đã cam kết với nhau trong giao ước của bí tích hôn nhân trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh đến cái chữ phục vụ cộng đoàn, để chúng ta dấn thân trong cái con đường chúng ta đi, đó là hiệp hội sống tin mừng. Ở trong giáo lý thì gọi là xây dựng cộng đoàn, nhưng ở đây tôi nhấn mạnh đến việc phục vụ cộng đoàn. Tôi muốn anh chị xả thân, tôi muốn mọi người xả thân với gia đình của mình mà không tính toán. Và khi chúng ta xả thân với gia đình của mình, với vợ, với chồng, với con cái, thì chúng ta cũng xả thân với những người bên cạnh để chúng ta loan báo tin mừng. Mà cái tìm nguyện đầu tôi chọn là lúa chín đầy đồng thợ gặt thì ít, các con hãy sai chủ ruộng, sai thợ tới gặt lúa. Đó là cái ý của tôi. Từ đó cả hai giúp nhau nên thánh, vì ơn gọi nên thánh là ơn gọi chung. Cụ thể trong đời sống hôn nhân của tôi hôm nay lúc này,
Dù là chồng hay là vợ, phải có nhiệm vụ sống thánh thiện, biến toàn bộ đời sống hôn nhân thành dấu chỉ của sự thánh thiện. Toàn bộ đời sống hôn nhân trở thành dấu chỉ của sự thánh thiện khi anh chị phục vụ cộng đoàn của anh chị là gia đình. Khi chúng ta bê một ly nước cho chồng mình cũng là sự phục vụ chứ. Khi chồng bê cho vợ một ly nước, hành động là phục vụ. Khi cha mẹ nâng giấc con cái còn bé, con cái mình còn phải chăm sóc nó là sự phục vụ. Và sự phục vụ đó là dấu chỉ của sự thánh thiện. Khi chúng ta quên mình đi, chúng ta không còn nhớ gì đến mình. Đó là dấu chỉ của sự từ bỏ, tự hủy của Đức Giêsu Kitô. Nó sâu lắm chứ không phải chỉ như tôi nói đâu. Sâu lắm, khi mà chúng ta phục vụ để trở thành cái dấu chỉ thánh thiện thì Đức Giêsu Kitô cũng đã phục vụ, và cái việc phục vụ của Ngài trở thành dấu chỉ của sự thánh thiện và nêu gương cho các tông đồ, đến độ Ngài tự hủy đi chính mình, không còn là mình, không còn là một ông thầy, không còn là một Messiah, không còn là một Chúa nữa, mà là một đầy tớ quỳ xuống rửa chân. Sâu lắm. Nó mạnh ở chỗ đấy, chứ không phải chỉ bê nước cả cái bịch cái lên bàn uống thì uống thôi để quay đi đi, không phải đâu. Nó là phải dấu chỉ của sự thánh thiện. Cho nên sự phục vụ ở trong gia đình nó mang cái tính cái gì đó, nó mang cái dấu chỉ của sự thánh thiện và làm cho người đó cũng lên thánh thiện. Và vì vậy công đồng Vaticano thứ hai trong hiến chế tín lý về giáo hội số 11 xác định như thế này: nhờ sức thiêng của bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng Kitô hữu biểu hiện và tham dự vào mầu nhiệm hiệp nhất và tình yêu phong phú giữa Kitô và giáo hội. Họ giúp nhau nên thánh trong đời sống hôn nhân, trong việc đón nhận và giáo dục con cái. Nhờ đó họ nhận được ơn riêng cho bậc sống của mình trong dân Chúa, được ban cho những phương tiện cứu rỗi dồi dào như thế. Mọi Kitô hữu dù ở địa vị nào, bậc sống nào cũng đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự trọn lành thánh thiện như Chúa Cha là đấng trọn lành tùy theo con đường của mỗi người. Nhà lời mời gọi của cộng đồng Vaticano thứ hai, một sự xác định về cái việc mà chúng ta phải nên thánh. Còn trong tông huấn gia đình, Đức Thánh Cha Gian Phaolô thứ hai, Thánh Giáo hoàng Gian Phaolô thứ hai viết như thế này: ơn gọi mọi người nên thánh cũng được ngỏ với các vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu. Đối với họ, ơn gọi này được nêu bật trong việc cử hành bí tích hôn phối, được thực hiện cách cụ thể trong thực tế riêng của cuộc sống hôn nhân và gia đình. Thực hiện một cách cụ thể là sự phục vụ trong gia đình. Cho nên tôi mới nhấn mạnh đấy là nó phục vụ cộng đoàn. Chiếu theo những cái điều mà các giáo huấn của giáo hội. Và chúng ta cũng đừng quên đứng đắn kính Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuật cũng nói như thế này. Ngài nói hay lắm: phải chứng minh rằng các con được gọi nên thánh và các con có thể sống một đời hôn nhân đẹp lòng Chúa. Các con chia sẻ với các gia đình các ân sủng hạnh phúc Chúa đã ban cho gia đình các con. Nhìn vào gia đình các con, thiên hạ phải đặt câu hỏi: tại sao họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau đến thế? Đừng hy vọng số 501. Nha, chúng ta nhìn thấy những cái giáo huấn, những cái lời khuyên, những cái sự xác định của các đấng đi trước chúng ta từ trong giáo hội. Tôi cũng hy vọng rằng mai mốt tôi đi thăm các gia đình, tôi đi vừa mới đi gần tới cái nhà đấy, có một người sẽ gọi tôi lại bảo: cha ơi, nhìn thấy người ta sống tốt lắm, hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau lắm. Như lời của Đức Hồng Y Francisco: nhìn vào gia đình các con, thiên hạ đặt câu hỏi: tại sao họ có thể sống hiệp nhất, yêu thương, trung thành với nhau? Đó là niềm vui và đó là hạnh phúc. Hai, ơn gọi sống trong hiệp hội sống gia đình, hiệp hội sống tin mừng gia đình đồng tâm. Ơn gọi này mời tôi nên thánh và phải nên thánh một cách triệt để, chứ không kiểu soàn xính hay lơ mơ như những người Kitô giáo.
Kitô khác. Nhớ nha, tôi lập lại, phải nên thánh và nên thánh một cách triệt để, không có soàng sánh. Bởi vì tôi đã được gia nhập vào cái hiệp hội sống tin mừng, và cái hiệp hội này là một tổ chức trong giáo hội có tính pháp lý, thuộc về một tu hội thánh hiến giữa đời. Và hiệp hội của chúng ta được ký vào ngày mùng, cái sắc lệnh đó được ký vào ngày mùng 6 tháng 8 năm 2002. Và hiệp hội chúng ta là hiệp hội thuộc quyền giáo hoàng, gắn kết với tu hội đời thánh hiến linh mục, chứ chúng ta không gắn với các nam nữ độc thân, phải gắn với linh mục, tu hội đời linh mục thuộc quyền giáo hoàng. Ta nhớ sáng thứ năm tôi sẽ lập lại điều này để chúng ta nắm, để chúng ta xác tín hơn. Còn anh chị em độc thân, nam nữ độc thân, tu hội đời nữ thánh tâm Chúa Giêsu và tu hội đời nam thánh tâm Chúa Giêsu là anh em với nhau, chúng ta gắn kết với họ hay không gắn kết với họ không quan trọng, mà chúng ta phải gắn kết với linh mục đời. Không có linh mục đời là hiệp hội sống tin mừng tiêu tan tành ngay lập tức. Còn cái bên kia không có linh mục, họ vẫn tồn tại. Nó khác nhau ở chỗ đấy. Ở bên nữ độc thân, họ không có linh mục, họ vẫn tồn tại. Nhà bên chúng ta không có linh mục là chúng ta bị tan đấy. Vậy chúng ta gắn liền vào với anh em linh mục thánh tâm Chúa Giêsu là thuộc thẩm quyền của giáo hoàng. Sắc lệnh là ghi rất là rõ. Thứ hai, thứ nhất là chúng ta phải nên thánh và nên thánh một cách triệt để, chứ không có soàng sính nhé. Cố gắng, tôi cũng cố gắng nên thánh, mai mốt lên thiên đàng là không thiếu bóng một người nào nhé. Hơi đi điểm danh, điểm danh xem là hiệp hội sống tin mừng ở Sài Gòn được bao nhiêu người, vắng mất mấy người, bảo ông cha Khánh đâu đang ở dưới hoàng bột thì bỏ bà. Cho nên chúng ta phải cố gắng từng ngày để không ai mất cả. Và tôi nghĩ rằng Chúa không để một ai mất khi chúng ta cố gắng hết sức của mình. Tôi xác tín này, cho dù con người của mình đầy những yếu đuối tội lỗi, nhưng mà hàng ngày mình cứ cố lên thì không bao giờ Chúa bỏ. Một người bố, một người mẹ không bao giờ bỏ con khi nó cố gắng hết sức. Chắc chắn điều đấy chứ. Nó không ai bỏ đâu, Chúa không bỏ mình. Cho nên hy vọng rằng ai chết trước lên thiên đàng trước, ai chết sau lên thiên đàng sau, chúng ta ra chúng ta đón nhau vào. Cái đó là chắc chắn. Thứ hai, phải sống và chiêm ngắm trái tim Chúa Giêsu. Đó là một tình yêu tuyệt vời của Đức Giêsu khi hiến thân cho nhân loại. Ngài bước qua từng nẻo đường của con người, không trừ một ai kể cả kẻ thù của mình, để hiến dâng chữa lành, cứu độ và xoa dịu những đau khổ của con người, kể cả thể xác và tâm hồn. Xin anh chị em hiệp hội sống tin mừng cũng thế. Chúng ta cũng đi qua từng nẻo đường của mọi người, kể cả kẻ thù của mình, để chi? Để chúng ta chữa lành, cứu độ, xoa dịu những đau khổ của anh chị em chúng ta, dù đó là kẻ thù của mình. Ngài chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, thánh tiền Chúa Giêsu. Tình yêu hiến dâng vô vì lời, không tính toán thiệt hơn, chấp nhận ở mức độ cao nhất, đó là chấp nhận để lưỡi đồng đâm thâu mà vẫn yêu thương, tha thứ và bình an. Tuyệt vời. Cho chồng đâm vẫn tha thứ, yêu thương, bình an. Còn vác dao đâm, cho đâm luôn, vẫn tha thứ, yêu thương và bình an. Người bên cạnh đâm, cho đâm luôn, không nói gì cả, vẫn tha thứ, yêu thương và bình an. Để khi nó đâm mình rồi, mình chết rồi, nó mới quỳ xuống, nó bảo: ô, bà này là hiệp hội sống tin mừng thuộc gia đình của mình. Ô, ông này đang sống nội quy hiệp hội sống gia đình một đồng.
Khi mà người ta đâm Chúa Giêsu chết rồi thì anh lính đó, anh mới quỳ xuống, anh mới bảo: ô, ông này là con Thiên Chúa chứ. Nếu mà không có cái nhát đâm đấy thì chắc có lẽ là ông kia không nhận ra đâu. Tắt thở rồi, nó đâm cho hát nữa rồi ông kia mới quỳ sụp xuống chứ. Thế thì chúng ta cũng để cho người ta đâm đi, đâm chết xong nó bắt đầu nó mới quỳ sụp xuống, nó: ồ, bà này là hiệp hội sống tin mừng. Vậy là thành công rồi, không cần gì. Cái gì nữa, cái đó là cái hạnh phúc, cái đó là cái thành công của mình chứ. Và cái đó là cái mà mình làm chứng cho tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Mà cái chết của mình là cái chết của Đức Giêsu Kitô. Và không ai quên cái chết của mình đâu, bởi vì cái chết của mình cái chết trong tình yêu. Đó là mẫu gương sống của chính tôi khi tôi chăm chú chiêm ngắm trái tim của Ngài từng ngày trong cuộc sống. Tôi lập lại cái linh đạo này. Chiêm ngắm từng ngày trong cuộc sống. Tôi phải sống như Ngài cho anh chị em của mình và cả kẻ thù nữa. Chính tôi hòa lại con người và trái tim của Đức Giêsu trong cuộc sống thường nhật của tôi. Hòa lại con người và trái tim của Đức Giêsu. Cố gắng. Tôi cứ nghĩ đến các chị, các ông cũng vậy, đôi khi mình cũng đi cắt tóc cho nó đẹp để mặt mình nó đẹp. Các chị đánh phấn cho mặt mình nó đẹp. Người ta nhìn thấy mặt mình đẹp, nhưng mà có mỗi cái mặt mà mình không chịu đánh là Đức Giêsu Kitô. Thế mà đánh làm sao đó để cho người ta nhìn thấy mình là khuôn mặt Đức Giêsu Kitô lộ ra. Nhưng khi mình đánh phấn cho người ta nhìn thấy mặt mình đẹp hơn. Thế mình cố gắng làm sao để mình họa lại khuôn mặt con người, quả tim của Đức Giêsu trong cuộc sống của mình. Thứ ba, ơn gọi này khiến tôi dấn thân sâu vào thế giới môi trường mà tôi đang sống để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Dấn thân sâu vào thế giới và môi trường tôi đang sống. Bất kể đó là môi trường gì. Dấn thân sâu chứ không dấn thân vờ vịt nhé. Không dấn thân lững lờ, nửa vời cũng có. Và giới thiệu nước trời cho tha nhân, nơi gia đình, phố chợ, thương trường, môi trường nào mà tôi đặt chân tới, tôi đều phải giới thiệu nước trời. Đó là cách của Chúa Giêsu đấy. Chúa Giêsu đi đâu, Chúa Giêsu cũng nói: nước Thiên Chúa đã đến gần. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Lời rao giảng tin cậy của Đức Giêsu Kitô. Như thế tôi không thể loại trừ thế giới hay lựa chọn môi trường sống cho mình, mà chính Chúa chọn, dẫn và đưa tôi vào làm việc trong môi trường đấy. Chính Chúa chọn môi trường của chúng ta. Chúng ta không thể thoái thác thế giới. Chúng ta không thể chạy trốn môi trường chúng ta đang sống, bởi vì chúng ta phải xác tín rằng Chúa chọn cho tôi môi trường đấy, gia đình đấy, con người đấy, người chồng đấy, người con đấy. Tôi không thể chạy trốn nó. Để tôi thiết tha loan báo tin mừng như Thầy Giêsu đã làm. Câu này tôi viết hơi mạnh này. Nếu tôi chối bỏ môi trường tôi đang sống hay không loan báo tin mừng ở nơi đó, là tôi đánh mất căn tính ơn gọi của hiệp hội sống tin mừng của mình, và tôi trở thành thằng hèn. Nặng lắm. Nếu mà chạy trốn môi trường gia đình của mình đang sống là thằng hèn. Không loan báo tin mừng được trong môi trường mình đang sống là thằng hèn, đánh mất căn tính của ơn gọi. Chúng ta chạy trốn một đứa con ngỗ nghịch là không được. Chúng ta chạy trốn một ông chồng vũ phu không được. Chúng ta phải đón nhận và chúng ta phải cải hóa bằng cách sống của chúng ta. Khi chúng ta áp dụng cái căn tính ơn gọi, cái linh đạo của hiệp hội sống tin mừng trong môi trường của chúng ta. Ok. Còn nếu không, chúng ta trở thành thằng hèn.
đừng gia nhập ra hiệp hội sống tin mừng đấy. Và như thế sẽ có nhiều những Augustino trong cuộc sống khi mọi người gặp được chúng ta. Sẽ có nhiều người chồng như Patricio trở về với Chúa khi họ gặp được chúng ta. Ok, tôi xác tín rất là mạnh và tôi viết rất là mạnh về cái chỗ này. Kế tiếp, tôi còn được tiến xa hơn nữa trên con đường nên thánh, hay nói khác đi, với lời cam kết tôi phải trở nên thánh không những là vai trò của người Kitô hữu sống trong bậc hôn nhân, nhưng còn là vai trò của một thành viên hiệp hội sống gia đình thuộc gia đình đồng tâm, được liên kết với các linh mục và anh em sống độc thân thánh hiến giữa đời, cùng chia sẻ một linh đạo, cùng hưởng một ơn đoàn sùng và đấng sáng lập là cha Pierre Coravia. Đó, chúng ta xác tín thật mạnh cái điều này thì sống mới nổi. Có thể chúng ta gặp những cái môi trường hoàn cảnh gia đình của mình đến độ mình thất vọng, nhưng nhờ linh đạo đây, nhờ cái này đây, chúng ta vực con người của chúng ta dậy. Và khi chúng ta đứng dậy được, vực con người của mình dậy được, thì chúng ta sẽ vực được chồng và con, cả gia đình của chúng ta dậy. Và chúng ta vực luôn cả môi trường chúng ta đang sống. Chúng ta đảm nhận môi trường đấy, đảm nhận tất cả mọi con người được trao phó cho chúng ta. Và chúng ta không tránh né, không chạy trốn, không thoái thác, nhờ linh đạo, nhờ đoàn sống của đấng sáng lập. Đây là kế hoạch mà tôi phải thực hiện trong cuộc sống giữa đời của mình với tư cách là thành viên của hiệp hội sống tin mừng, để củng cố thật vững chắc giao ước của bí tích hôn nhân và tự nguyện đoan hứa bước theo Đức Kitô bằng cách hiến dâng trọn vẹn con người mình cho Chúa trong bậc sống của mình, khiêm tốn phục vụ mọi người và không quên sống vừa chiêm niệm vừa hoạt động. Đó là bí quyết của chúng ta. Mất bí quyết này là không thành công. Đây là bí quyết đó. Hỏi bí quyết là sao anh sống được? Đây, bí quyết của tôi ở chỗ này này. Bí kíp của tôi ở đây này, cần là tôi cho coi. Còn nếu anh muốn sống như tôi thì xin anh gia nhập, tôi sẽ cho anh cái bí quyết đấy. Đó là chúng ta. Và cuối cùng, tôi còn được hỗ trợ do đời sống huynh đệ được liên kết trong gia đình đồng tâm, đặc biệt là liên kết với các anh em linh mục tu hội đời Thánh Tâm Chúa Giêsu. Để được liên kết với anh chị em độc thân thánh hiến giữa đời và trong hiệp hội sống tin mừng. Chúng ta có cả một cái lực lượng lớn như thế bao quanh chúng ta thì còn sợ gì nữa. Nói theo kiểu Đức Giáo Hoàng Francisco trong cái thông điệp Ngài nói, có cả một cái lực lượng các thánh bao vây lấy mình thì còn sợ cái gì nữa. Cái tông vấn lên thánh của Ngài đó. Còn chúng ta đây mọi người bao quanh chúng ta thì còn sợ cái gì nữa. Ngoài cái bí quyết kia, chúng ta còn có được đời sống huynh đệ bởi tất cả những người khác cùng chia sẻ linh đạo và đoàn sùng này. Sướng thế còn gì nữa. Thế đi đâu tìm cái gì nữa bây giờ? Chúng ta đi đâu tìm ở đâu được bây giờ? Kết thúc. Hôm nay ngồi trước Chúa, tôi xem lại ơn gọi của mình trong đời sống hôn nhân và đời sống ơn gọi trong hiệp hội sống tin mừng. Tôi nghĩ rằng khi tôi xoáy sâu vào trong cái này thì chúng ta thấm nhuần hơn về linh đạo của chúng ta. Chúng ta đừng bỏ quên cái linh đạo đấy, cố gắng đừng bỏ quên cái linh đạo của mình. Và cuối cùng, quỳ gối dâng kinh gia đình cho Thánh Tâm Chúa. Tôi có dặn sẵn.